Thưa quý vị và các bạn, đi vào hoạt động từ tháng 6 năm 2017, câu lạc bộ vì trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phước Long, huyện Phước Long thành lập, đến nay đã mang lại hiệu quả thiết thực. Câu lạc bộ đã làm tốt công tác chăm lo cho trẻ em khuyết tật, giúp các em có thêm cơ hội hòa nhập cộng đồng, có thể phát triển về thể chất lẫn tinh thần. Gia đình chị Trần Cẩm Nhung ở ấp Phước Thành, xã Phước Long có hai đứa con, đứa lớn không may bị khuyết tật. Cháu đã 15 tuổi nhưng không thể tự sinh hoạt cá nhân, trí óc kém phát triển, không điều khiển được hành vi của mình. Cháu hay bị bệnh, phải đưa đi khám và điều trị thường xuyên. Gia đình chị thuộc diện hộ cận nghèo, không đất sản xuất. Cả gia đình phụ thuộc vào thu nhập từ việc đi làm phụ hộ của chồng chị, nên gia đình luôn thiếu trước hụt sau. Thấy hoàn cảnh khó khăn, câu lạc bộ vì trẻ em khuyết tật Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phước Long thường xuyên thăm hỏi, tặng quà và động viên gia đình, phần nào tiếp thêm động lực để chị chăm sóc tốt cho các con. Hôm nay phụ nữ đến thăm em rất biết ơn. Em thì vui lắm. Em mà tâm mà cố gắng lo cho con. Giờ có anh mà ông mặn em cũng bệnh hoạn nhiều lắm. Không đi mặn thay được, mặn được thời gian thì cũng bệnh lại nữa. Em mong phụ nữ giúp đỡ cho em rất biết ơn. Hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Trúc Dẹn ở ấp Chủ Chọt, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân còn đáng thương hơn. Đôi vợ chồng trẻ có hai đứa con, cả hai đều bị bệnh bại não. Đứa con lớn 8 tuổi, tay chân co quắp, không thể đi đứng mà chỉ nằm một chỗ. Đứa con nhỏ đã được 12 tháng tuổi nhưng chưa biết bò, chưa biết ngồi như bao đứa trẻ khác. Hàng tháng chị phải đưa cháu đi lên bệnh viện Nhi Đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh để khám và điều trị. Chi phí đi lại, ăn uống rất tốn kém. Việc chăm sóc hai đứa con tật nguyền vô cùng vất vả, không thể đi làm để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Ngoài việc canh tác 5 công vuông của gia đình, thì chồng chị phải đi làm thuê làm mướn để kiếm thêm tiền trị bệnh cho các con. Em cũng cảm ơn mà mấy chị hội phụ nữ xuống thăm gia đình em. Có hai đứa con bệnh vậy đó. Em cảm ơn rất nhiều. Em cũng cố gắng mà làm kiếm tiền để lo cho hai đứa nó được chu đáo hơn chút. Gán chị cho nó. Sau một năm thành lập và đi vào hoạt động, các thành viên trong câu lạc bộ vì trẻ em khuyết tật Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phước Long luôn tâm quyết với công tác từ thiện và tích cực vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm đóng góp tiền và hiện vật để đến thăm và giúp đỡ cho các gia đình không may có con em bị khuyết tật, góp phần giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Bản thân cũng sẽ cố gắng vận động, tuyên truyền, kêu gọi các mạnh thường quân là đóng góp để mà hoạt động của câu lạc bộ ngày càng phát triển, để càng lớn mạnh hơn, để nhân rộng qua các ấp khác. Bên cạnh đó thì thăm được nhiều hộ hơn và cũng mong đối với một phần nhỏ để chia sẻ đối với các chị với các mẹ mà có con em mình không may mắn để có cái niềm tin động lực để mà vươn lên trong cuộc sống. Không phân biệt xa hay gần, trong hay ngoài huyện, hễ biết gia đình nào có hoàn cảnh khó khăn không may có con em bị khuyết tật là các thành viên câu lạc bộ đều tìm đến thăm hỏi, hỗ trợ, động viên. Các phần quà có giá trị vật chất không lớn, nhưng lại là những món quà thiết thực đối với những hoàn cảnh khó khăn không may trong cuộc sống. Và đó cũng là tấm lòng và sự tâm quyết của các thành viên trong câu lạc bộ, muốn chia sẻ, động viên và tiếp thêm động lực để các gia đình có hoàn cảnh khó khăn phấn đấu vươn lên hòa nhập cộng đồng.